Rồi chị về về Việt Nam nè, À. chị tìm một cái nửa mảnh ghép của mình. À. Rồi cái anh chị nói là không cần điều kiện kinh tế, thì À. ảnh không có điều kiện kinh Dạ tế, dạ. hiện giờ ảnh đang đi làm Mướn bảo nhà vệ, trọ. làm bảo À. vệ hay là Dạ làm dạ. hồ gì đó, Dạ. thì bây giờ ảnh đang ở nhà trọ, À. thì bây giờ chị có chấp nhận ở nhà trọ với anh không? Thì phải thầy chỉ thôi. Phải Mà chịu có một cái phải cho tôi về bển à. à, cái này Phải là phải quan cho trọng tôi, đó. thí dụ tới tháng tới ngày tôi phải về bển. Trước mắt là tôi không có bỏ Mỹ được. Tôi còn Dạ làm được á mà, tôi phải đi về bển làm. Khi nào tôi làm không nổi à, rồi tôi mảnh mới ghép về. yêu thương à, gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả và các bạn thân mến à, hôm nay chương trình có tiếp đón một chị ở rất là xa luôn quý vị, một chị ở tận Tận bên bên Mỹ Mỹ luôn đúng. à, chị về đây tham gia chương trình mảnh ghép yêu thương. Dạ chương trình tụi em xin gửi lời chào đến Dạ chị. chào, chào mọi người. Dạ chị có thể cho quý vị khán giả biết họ tên, năm sinh và cũng như Dạ, nơi định cư của chị. em biết. Em tên là Tạ Tú Trang, sinh năm 28 tháng 9 1959. Hiện tại tôi sống ở bên Mỹ, tiểu bang Arizona, thành phố Phoenix. Dạ. Chị đến với chương trình của tụi em, tình trạng hôn nhân của chị như thế nào chị? Dạ, em ông xã ở mấy chục năm rồi, rồi tới chừng mà ổng đi với tôi qua bên Mỹ á, là 2016, tôi bây giờ 7 năm. Rồi tới 2021, tới 2021 là ổng đi theo bà nhỏ, ổng đi luôn. Hay là bỏ chị đi luôn À, hay bỏ là vậy đi luôn rồi. Ổng biết ổng đi đâu rồi bây giờ mà không thấy ổng về luôn. Rồi mấy đứa con nói là a ba đi, thí dụ mai mốt a ba về cũng không cho về nữa. Rồi thì mấy đứa con không không ý là không có thương ba nó nữa, nói là ba nó vậy rồi thấy em má buồn lắm, nó nói em má cứ cứ về Việt Nam đi chơi đi, rồi thí dụ có quen ai quen đi, miễn sao em má vui là mấy hai đứa con vui rồi, ý là nó cho nó chịu, nó còn kêu em đi mà hai đứa con Rồi hai anh chị đã ly hôn chưa chị? đi hôn ở bên Mỹ. Dạ ly hôn tại Mỹ À, rồi ha. là ly hôn rồi, Dạ. có giấy đi vậy mà. Dạ. Mà tại em không có sách về, em ông không sách về lên chi nữa thì ở bển thôi, ở bển xài thôi. Dạ. À. Rồi hai anh chị trước lúc ly hôn á À. là có được bao nhiêu người con? Hai đứa con trai. Hai. Nay lớn hết chị ha. Ba mươi mấy tuổi rồi. Dạ. Thằng lớn là 1989 là 30 35. Rồi thằng em là 1992 là 32. Cái này cách 3 năm đứa, cách 3 năm. Rồi, bây giờ chị đến với mảnh ghép yêu thương. Dạ. À, chị muốn tìm cái mẫu người cho mình để đi cái quãng đời còn lại như thế nào? Thí dụ là kiếm một cái anh nào mà thiệt tình, không không có cần giàu, không có cần có tiền, ý là giặt nghèo cũng được. Mà miễn làm sao nó hiền với gì Biết thương yêu ha. à, biết thương yêu À, rồi. biết À. hiền và Thí biết dụ thương yêu. 65 tuổi, 66, 67 cũng được. Đừng đừng có nhỏ quá, đừng có nhỏ. Mà nhớ điều kiện phải đi vậy á, phải ý là không có vướng bận Không có vợ vướng bận con cái chuyện gì gia á, đình ý đó ý ha. là còn sống với vợ thì thôi à, thôi thôi. À, phải đi vậy. Hoặc là mất vợ, thí dụ vậy đó. À. Chị có đòi hỏi là cái anh đó là phải một người thí dụ như là cao ráo đẹp trai hay là như thế này Họ như thế không nào? cần là trai, không cần, Không cần hả? không cần. Chỉ cần biết yêu thương chị À, thôi với hả? hiền là được rồi, hiền. Rồi khi mà có một cái anh nào đó Dạ. anh để ý chị Dạ. rồi, chị có thể về Việt Nam ở với anh đó hay là có thể rước anh đó đi qua bên đó được không? Rước qua bển thì không được, tại vì bây giờ cái tuổi ngoại là 64 rồi. Tuổi ngoại 64 là ngọt không có quyền bảo lãnh chồng qua bển nữa. Cái tuổi ngoại là thuộc về lớn tuổi rồi. À, phải chỉ còn trẻ, thí dụ 30, 30 mấy, 40 thì được. Bây giờ cái tuổi ngọt 64 là ngọt không thể lãnh chồng ngọt, lãnh qua bển. Chỉ có tôi đi về đây thôi. Còn thí dụ hai người mà thương nhau thiệt tình á, thì tôi vài năm nữa rồi tôi không có làm rồi đó. Tôi về đây ở luôn. Thì trước mắt tôi còn làm, mình bỏ thì uổng, làm ở nhà hàng ngon lắm. Có nghĩa là bây giờ chị kiếm cái anh nào mà thương chị Dạ. thì phải chấp nhận là ở bên đây chị đi đi về về đúng À, không? cái anh đó phải chịu chịu cho tôi vậy tôi mới được. À,
có nghĩa là chị đi đi về về đi đi về về không thể nào mà về đây ở luôn. À rồi thí dụ vài năm sau á ngọ ngọ không có làm rồi đó, ý là ngọ về hưu rồi ngọ không có làm thì ngọ về đây sống được. Bây giờ trước mắt còn làm nhưng bán lắc lắm, mình không bỏ được, mình không có, ý là cái chỗ làm cần mình lắm, với mình làm có tiền mà tự nhiên bỏ về đây ở đây, phải không? Ở đây thì cũng kiếm đồ làm được mà không có bằng bệnh. Ở mấy bên đó chị làm đỡ không? Được chứ, làm được. Làm được. Làm được. À, làm ở cái nhà hàng bán tiệm sắm á. Dạ. 72 món luôn á. Trời ơi, một ngày tôi chạy muốn chết luôn. Tôi về lấy bà chủ có hỏi tôi về bển hoài, tôi nói chơi tôi chơi thêm vài tháng nữa. Bà nói mau mau về, nó giận mấy đứa con á, kêu má mau mau về. Ngọ bà không. Người Hoa cái nhà hàng người Hoa Trung Quốc á. Dạ. Ngon ngon, tại vì em bán á, em mời khách ăn á, em mời á thằng cổ luôn. Còn mấy cái chị kia á thì lẫy tới, thí dụ khách không ăn thì thôi, không nói nhiều á, còn em phải nói cho khách không ăn cũng phải ăn. Ví dụ mình giới thiệu là hạt cái món này là cái gì, món này là ngon lắm nè, cái gì xào cái gì đó mình giới thiệu. Và nhà hàng nó coi camera nó thấy mình làm đó lượt lắm á, nó khoái mình làm. Rồi ở bên đây chỉ có nhà cửa bên đây không, bên nào? Ngọ hiện tại ngọ ở với em ngọ, nhà của em ngọ. Yeah. Ngọ lăng ở nhà em ngọ ở quận 5 Hà Tôn Nguyên. Giống như hồi nãy chị nói là cái người chị muốn tìm để đến với chị là không có cần giàu nghèo. Dạ. Phải không? À. Là thì bây giờ cái anh đó ảnh thật sự là ảnh không có cái điều kiện kinh tế. À. Và ảnh cũng không có nhà nữa. Nó rồi hai người sống ở đâu chị? Thì thí dụ ổng sống ở đâu em theo ổng, ở làm sao? Đó. Có nghĩa là bây giờ thí dụ như ảnh đang ở nhà trọ. À. Thì chị có chấp nhận là lại nhà trọ ở với anh không? Hiện tại á hả? Hiện tại. Ví dụ như hiện thời là bây giờ chị về Việt Nam nè. À. Chị tìm một cái nửa mảnh ghép của mình. À. Rồi cái anh chị nói là không cần điều kiện kinh tế. À. Thì ảnh không có điều kiện kinh tế. Dạ, dạ. Hiện giờ ảnh đang đi làm bảo nhà vệ, trọ. Làm bảo vệ hay là làm hồ gì đó. Dạ. Thì bây giờ ảnh đang ở nhà trọ. À. Thì bây giờ chị có chấp nhận ở nhà trọ với anh không? Thì phải vậy thôi. Phải mà có một cái phải cho tôi về bển à. À cái này phải cho tôi đó. Thí dụ tới tháng tới ngày tôi phải về bển. Trước mắt là tôi không có bỏ Mỹ được. Tôi còn làm được á mà, tôi phải đi về bển làm. Khi nào tôi làm không nổi rồi tôi mới về đây. Yeah. Ý là nói ra thì cái điều kiện của chị rất là đơn giản. Yeah. Tất có thể là tất cả các anh nào mà có cái lòng chân thành, có cái tình thương thì có thể ok. Dạ. Một năm rồi chị về được. Trời ơi, tôi ở đây hả 4 năm tháng. Về bển 4 năm tháng. Ý là ly một năm tôi về hai ba lần luôn á các bạn. Dạ. Tôi về một mình vậy đó. Mà tôi sang bái bài là ba chiếc bái bài á, ngồi hai ngày bái bài về tới đây. Từ ở tiểu bang tôi qua bái bài á là sang ba chiếc bái bài. Về tới thành phố, về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi về một mình vậy đó. Ví dụ như bây giờ cái anh đó sẽ hợp nhãn với chị, em thí dụ nha. Dạ. Ở tuốt tận mũi Cà Mau xa xôi chị có gì về dưới ở với anh được. Nếu chị về Việt Nam chị có thể đi về đi tới Cà Mau sao quá không? Có gần gần ở đây không? Sao? Tại vì về tới Cà Mau á sao quá. Dạ, ngọ dạ. Đâu biết đường về đâu. Thì ý em nói đó, thí dụ như là chị tìm quá đơn giản á. Ý nói là chị tìm là người không cần điều kiện, chị không cần biết cái gì hết, thì miễn sao mà cái anh đó có cái tấm chân tình và cái lòng thương. Thí dụ cái anh đó ở Cà Mau mà nó lên thành phố Hồ Chí Minh làm thì nó phải thuê nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh thì được. À thì được. À. Nhưng mà còn ở dưới đó thì ở dưới đó em dù quê sao quá. Sao ý là ổng nhà ở dưới quê mà ổng lên thành phố đi làm bảo vệ đi thí dụ. Và thì ổng phải thuê nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À thì được á. Thành okay, phố với thành phố ok. À, về tới Cà Mau thì hơi xa. Hơi xa. À. Bất tiện cho em. Dạ. Mà nhớ điều kiện là phải cho em tới ngày tới tháng rồi cho em về bển. Yeah. Để em đi làm. Nếu mà chương trình sẽ tìm cho chị nửa cái mảnh ghép đó. Dạ. À, nếu mà dạ. có cái anh nào đó tới thì chị có sẵn sàng trở lại với chương trình để mà mình hai người ngồi mình sẽ sẵn trao sàng. Đổi với nhau sẵn sàng. Để tìm hiểu á chị chứ không phải là như vậy là bắt đầu cái là mình có được cái mảnh ghép. Dạ. Mình phải trao đổi với nhau để coi có hợp hay không. Dạ. À, chị nói rồi anh nói rồi mình mới rút ra cái kinh nghiệm thế coi. Dạ.
xem được, có hợp với mình không nữa. À, ý là em phải lại thêm lần. À, dạ, chị được, có, được. Chị có thể trả lại được không? Được, được, được. À, lại lại vậy được. Dạ. Thì tụi em làm chương trình thì nó cũng phải đòi hỏi có một cái sự minh bạch. Dạ. Dạ. Chứ ví dụ như bây giờ chị lên sóng nè. Dạ. Sẽ có nhiều anh. Dạ. Rất là nhiều anh luôn. Dạ. À, nếu mà tụi em phát sóng chị lên là sẽ rất nhận được rất là nhiều cuộc gọi. Dạ. Đó, để liên lạc với chị liền. Dạ, dạ. Nhưng mà tụi em sẽ mời đến chương trình. Dạ. Gặp chị rồi dạ. Hai người trao đổi với nhau, ví dụ dạ. Không được thì còn những cái mảnh ghép khác. Dạ, dạ, dạ. Chứ dạ. Không phải là tìm cái cho dạ. Chị cái vậy là xong nhiều dạ, khi dạ. Nó dạ. Còn được. Nhiều cái em lên đây được. Dạ. Kêu taxi á. Giống làm sao vậy, kêu taxi lại đó. Em tính chạy xe mà sao quá em không dám chạy xe, với em không biết đường. Thì rất là vui. Thì các anh đang xem chương trình phát sóng của Mảnh Ghép Yêu Thương. Đó, hãy nhanh tay lên. Nhưng mà với điều kiện là cũng phải gần Sài Gòn đó. Ừ, gần Sài Gòn nha. Đây là một cái cơ hội cho mấy anh rất là lớn luôn. Đó là một chị từ bên Mỹ về. Mà tìm cái mảnh ghép của mình quá sức là đơn giản. Chỉ cần cái lòng chân thành và dạ. Cái tình thương. Dạ. Và thứ nhất là phải hiểu được chị. Dạ. Có nghĩa là chị đi đi về về chứ còn dạ. Không có thể nào bảo lãnh được. Dạ. Mà cũng không thể dạ. Ở bên đây được. Dạ. Ừ. Ví dụ vài năm nữa tôi về hưu rồi đó. Tôi không có làm á. Thì dạ. Có thể tôi về lại luôn. Dạ. Không nghĩ về trước mắt mình có đi làm. Dạ. Kiếm tiền được mà. Mình bỏ uổng. Đó. Xem như là giống như là một người bạn đời của mình để mình tâm sự những dạ. Cô đơn chị ha. Dạ dạ dạ. Rồi bên đó chị còn ở chung với con mình không? Có. Ở chung với con trai nhỏ, con trai Út, còn con trai lớn với con dâu thì ở riêng, nó có nhà ở riêng. Dạ. Em với con trai Út với con dâu thì ở chung một cái nhà, nhà bự lắm kìa. Ừ. Và với ông xã thì bây giờ ông xã đi thì còn có ba người à, em với con dâu lớn, ấy con dâu nhỏ với con hai vợ chồng nó, còn hai vợ chồng kia có một đứa con thì nó mua nhà ở riêng, dạ, yeah. Yeah. Cũng gần gần ở đó, cũng gần. Trời, tụi em có hỏi gì thêm chị thì hỏi đi. Giờ hiện tại về thì chị ở đây được bao nhiêu lâu rồi chị mới đi tiếp? À, bữa nay là 13 tây phải không? Thêm 2 ngày nữa là 2 tháng rồi đó, tôi ở đây. Cũng gần đi qua bển lại rồi. Chưa. Còn chắc tháng 11 mới về. Dạ, tháng 11. Bây giờ là tháng 8 phải không? Dạ. Phải không? Dạ, đúng rồi, nè, tháng 8. Còn thêm 2-3 tháng mới về. Thì tôi muốn về giờ nào về, tôi chưa mua vé máy bay nữa. Dạ. Rồi mình có yêu cầu là người bạn của mình á, bạn đời của mình á là tuổi cỡ bao nhiêu không cô? Thí dụ đừng có nhỏ. Chứ được cỡ tôi vậy ha, 64 hoặc là cao hơn. Nhiều hơn chút. Ê, ý là lớn hơn tuổi. 1, 2 tuổi hay được không? Nhỏ hơn tôi 1, 2 tuổi. Thì được, mà đừng có nhỏ quá. Dạ, nhỏ quá thì... Tuổi thôi vậy. Dạ, được. Đây, mấy anh xem thì tranh thủ. Anh chị ở tới tháng 11 ha. Tháng 11 mới về bên. Dạ, dạ. Thì từ bên đó đó chị... Chị về bên đây nè. Dạ. À, về Việt Nam. Dạ. Thì hiện giờ là chị đang ở nhà. Trên nhà người em. Em họ, em họ. Ở quận mấy chị? Quận 5. À, quận 5. Đường Hà Tôn Quyền. Hà Tôn Quyền. Bán sắt á. Bán bán sắt á. Dạ. Bán phụ tùng xe đạp chỗ đó đó. Xe đạp. Ừ. Chị có cái hướng mà sau này mình về Việt Nam mình sẽ mở ra một cái tiệm gì thí dụ như để chị và anh sắp tới nè. Để mình có cái cuộc sống gì không? Bây giờ ngon nó chưa nghĩ già. À chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ già. Thì coi cái anh đó làm sao đó. Chứ chứ họ chưa nghĩ già. Tại vì trước mắt ngon họ còn tính muốn qua bển về bển đi làm. Ý là cái anh đó mới biết chứ tôi đâu có biết. Thì ý là thì em nói á, là anh đó cái mảnh ghép đến với chị á. À. Chị có tạo điều kiện cho ảnh để ảnh làm cái gì bên đây để ảnh sinh sống trong cái thời gian chị đi về bên Mỹ? Thì coi ổng muốn làm gì. Ý là à, coi ổng muốn làm gì. Có nghĩa là để coi anh đó muốn làm gì ha. À. Rồi chị sẽ đầu tư. À, tại vì bây giờ ngõ chưa có gặp ổng mà ngõ đâu biết đâu phải không? À. Dạ. Dạ. Dạ.
Rồi ngoài những cái đó ra chị còn yêu cầu một cái chuyện gì để ở ý cái là mảnh ghép đừng của có hút thuốc ha, được không? đừng có Bây uống rượu nữa, tại vì ông xã ngộ uống rượu hoài ngộ cũng không có thích. Ông xã em á uống rượu hoài à, uống mà xỉn ngã đây. vậy là không rượu bia không thuốc lá. Ý là uống cũng được mà uống ít thôi, Ít thí dụ một thôi. tuần uống một bữa hai bữa gì đó. Còn Dạ. hút thuốc thì đừng có hút, hút thì nó bệnh bệnh gan gì đó hả, bệnh Dạ. phổi bệnh gan. Tốt nhất thì đừng có hút, mà thí dụ tới chừng ổng muốn hút là hút, à cái anh mà bây giờ thí dụ vậy đó, mình phải khuyên khuyên đừng có Dạ, hút. khuyên Cũng thôi có thể là bỏ từ từ thôi. À bỏ từ từ chứ kêu bỏ một hơi vậy là chắc bỏ không được. Dạ. Dạ. Rồi thì chương trình thì cũng sẽ Dạ. ráng cố gắng Dạ. tìm cho chị Dạ. cái mảnh ghép thích hợp với chị ha. Dạ. Nãy giờ chị đến với chương trình thì chị thấy chương trình của tụi em như thế nào? Rất là mừng, rất là vui à, Chương trình tụi mà hồi hộp hồi hộp tại vì mới đầu tiên lên mà hồi hộp. Nãy giờ chị thấy ok chưa? Ok. Ok rồi. Dạ. Dạ. Chị thấy chương trình của tụi em ghi hình phát sóng Dạ. chị thấy có ok không? Ok, quá ok. Rồi thì chương trình cũng rất là cảm ơn chị Trang Dạ. đã không ngại đường xá xa Dạ. xôi từ ở bên Mỹ về Dạ. đây Dạ. để đến với chương trình của tụi em Dạ. tìm cái mảnh ghép yêu thương cho mình. Dạ. Và thì chương trình cũng trân trọng cảm ơn Dạ. chị nha. Dạ. Cũng chương trình cũng xin kết thúc video tại đây. Dạ. Kính chúc quý vị khán giả và các bạn có một ngày nhiều sức khỏe, Dạ. niềm vui và thành công trong cuộc sống. Dạ. Và bây giờ xin chào và hẹn Xin gặp chào. lại. Bye bye. Bye bye.